người. Hôm nay công ty Thế Giới và Vận sẽ giới thiệu về đến một cái sản phẩm máy in công nghiệp của hãng Arok. Đây là máy in công nghiệp EX350. Thì mình sẽ đập hộp rồi là để cho mọi người xem những cái phụ kiện đi kèm bên trong, cũng như là giới thiệu sơ qua một số cái thông tin cũng như là ứng dụng của máy Arok này, với một số thông tin cấu hình của máy thì mọi người hiểu rõ hơn. Giờ thì em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong là còn có những gì. Cũng như là một số thành phần của máy. Này, đây là tiêu cực cơ bản, số tiêu kết nối. Này, bên này là hướng dẫn lắp đặt giấy dục cho người nói sử dụng. Này, theo mình sẽ mở bên trong máy. Đây là các USB, các kết nối USB. Đây là một miếng giấy test máy in, các bạn có thấy là chữ rất là sắc nét, rõ ràng. Các bạn có thể nhìn sơ qua một số xung quanh. Máy Arok EX4 350 có độ phân giải là 300 dpi, tốc độ in maximum của nó là 6 in trên 1 giây. Chiều dài maximum của nó là có thể in tới lên tới 50 in. Các bạn thấy đây là màn hình LCD cũng như là một số nút, một số phím chức năng. Thì mình vừa mở máy cũng như là đồng hồ cho các bạn xem sơ qua về cái máy công nghiệp EX4 350 của hãng Arok. Thì để có thể xem chi tiết hơn về cái cách in cũng như là về cái màu in của máy chính thường, các bạn có thể xem những video sau của công ty Thế Giới và Vận. Xin cảm ơn.